giới thiệu chung về nhân vật ok chưa nào rồi thế thì ở đây các bạn sẽ thấy giúp cho chị này chúng ta sẽ thấy ở đây giúp cho chị đó là gì ạ đó chính là ở trong nhân vật chuyện và nhân vật anh cu tràn thì chúng ta sẽ có những ý gì giới thiệu về nhân vật này đây hả các em à chúng ta sẽ có những ý gì về nhân vật này đây ạ đó là trước tiên nhá là về lai lịch thì là dân ngụ cư mà các bạn phải biết rằng là gì ạ à? Dân ngụ cư lúc bấy giờ là cái tầng lớp gọi là đáy xã hội luôn đấy Thấp kém nhất luôn đấy Ok chưa ạ Sống cùng mẹ già Đây là tầng lớp thấp kém Tầng lớp đáy xã hội Được không ạ à? Sống cùng mẹ già Được không Sống cùng mẹ già Trong một căn nhà nhỏ Ven sông không ạ trong một căn nhà nhỏ ven sông và gia cảnh thì như thế nào à gia cảnh thì nghèo khó gia cảnh nghèo khó ok chưa ạ thế thì chúng ta có thể thấy rằng là không những là tầng lớp dưới đáy xã hội mà lại còn là gì ạ à? lại còn có gánh nặng nữa và gánh nặng của anh ấy chính là người mẹ già đúng không nào chính là người mẹ già các bạn chú ý nhá bên cạnh đấy nói về ngoại hình thì sao ngoại hình thì sao ạ ngoại hình thì xấu xí thô cạch cái này thì các bạn phải đọc toàn bộ truyện ngắn vợ nhặt thì các bạn mới thấy được cái đoạn miêu tả về cái sự xấu xí thô cạch về vẻ bề ngoài của anh cu chàng các bạn nhá đó là gì ạ à đó là được coi là sự đẽo cọt sơ sài của tạo hóa được không ạ được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa cụ thể nhá thân hình thì to lớn vập vạc à thân hình to lớn vập vạc lưng rộng như lưng gấu à, lưng rộng như lưng gấu một bờ vai gọi là gì ạ rất là chắc chắn đấy chứ các em rồi đã thế đầu chọc nhẵn đầu chọc nhẵn Đầu thì chọc nhẵn nhá Xong rồi lại còn gì ạ à? Hai bên quai hàm Thì bạch ra Bạch ra Được không ạ à? Hai bên quai hàm bạch ra kiểu nó, nó to ấy Nó to ấy Kiểu thế Hai con mắt nhỏ tí Trời ơi Nói chung là thương Nghĩ thương cho anh chàng thật Được không ạ à? Thương cho anh chàng Những gì chàng như có ấn định cho kiếp người cô đơn <laughs> Rồi ạ à rồi mấy cái đứa này nói chán thật sự luôn đây này học hành cho cẩn thận không đến lúc năm nay mà vào vợ nhặt mà viết linh tinh là về chị yên đánh đòn nhá được không ạ à? mà về chị yên đánh đòn nhá nhớ chưa nhớ chưa rồi hai con mắt nhỏ tí xíu rồi đấy ok chưa ạ và đã vậy lại còn có tật đó là vừa đi vừa lẩm bẩm một mình đó, được không ạ? À? Có tật là vừa đi vừa lầm bầm một mình Và thỉnh thoảng thì ngẩng mặt lên trời Cười hành hạch không ạ? À? ngẩng mặt lên trời cười hành hạch Đó, cứ cười. cười Kiểu cảm giác kiểu vô tư lắm Kiểu thế, <laughs> được không ạ? À? Cảm giác vô tư lắm, thật sự Cảm giác vô tư lắm Rồi, thở đây bên cạnh đấy là gì ạ? À? Công việc Thế nên chúng ta mới bảo là cái cách viết của Kim Lân rất là hóm hình, đúng không ạ? Chúng ta đọc mà chúng ta không cảm giác nặng nề mặc dù ở đây đang nói về một cái chủ đề rất nặng nề đấy chứ. Đó là nạn đói đấy chứ, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? Công việc đó là làm nghề kéo xe bò thuê. Ok chưa ạ? Công việc rất là bấp bênh, không ổn định đâu, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh tất cả những cái này phải không tất cả những cái này phải nói thật luôn nhá là ấn định cái số phận ế vợ là cái chắc luôn làm sao mà lấy được vợ được không ạ à? làm sao mà lấy được vợ thế nhưng các em ơi chúng ta lại thấy này về cái đặc điểm tính cách của nhân vật này thì lại là một người thật thà tốt bụng nhận được sự yêu quý từ mọi người trong xóm ngụ cư và đặc biệt đó là những đứa trẻ rất là thích chơi đùa cùng với anh cu chàng đúng không ạ cứ nhìn thấy anh cu chàng cái đúng không nào à cứ nhìn thấy anh cu chàng cái là bắt đầu ùa ra đứa thì bá vai bá cổ và anh cu chàng rất cảm thấy thoải mái vì việc đấy và chị nói thật nhá đấy là ai hết thường nhá những người mà được trẻ con yêu quý ấy, thì thường sẽ là những người kiểu cảm giác tốt bụng ấy. thật luôn á. Bởi vì trẻ con rất là nhạy cảm, trẻ con rất là thật và rất là nhạy cảm. Đấy, chính bởi cái điều đấy mà mà chúng ta thấy được rằng là bản thân anh cu chàng anh ấy cũng nhận được cái sự yêu quý của những đứa trẻ Và điều đó cho thấy rằng anh ấy là một người rất tốt bụng đấy chứ Đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? Mặc dù đấy, Mặc dù là với tất cả cái điều đã ấn định một cái số phận ế vợ, đóng đinh cái số phận ế vợ như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy được cái vẻ đẹp ở bên trong của nhân vật này và không chỉ là là cái sự tốt bụng nữa đâu. Một lát nữa các bạn sẽ thấy anh Cu chàng là một người rất tinh tế, rất chu đáo, rất có trách nhiệm và đó thực sự là những cái tố chất để chúng ta có thể tin rằng anh Cu chàng có thể trở thành một người chồng trở thành một người cha có trách nhiệm và trở thành một trong những người sẽ tham gia vào dòng người kia để làm cách mạng và đòi lại cái những điều mà họ xứng đáng được nhận. Được không ạ? Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý là như vậy giúp cho chị nhá. Thế thì chị nói này, khi mà các em gặp đề bài là phân tích một cái trích đoạn, ví dụ người ta cho các bạn một trích đoạn mà cái phân đoạn đó là anh cô chàng buổi sáng hôm sau đi. Ví dụ thế, thì bao giờ ở trong cái luận điểm số 2 là luận điểm phân tích Thì các em cũng cần viết một cái đoạn ngắn để giới thiệu về anh cô chàng Trước khi mà các bạn gì ạ? Trước khi mà các bạn gọi là uh, làm rõ nhá? Trước khi các bạn làm rõ về diễn biến tâm lý của nhân vật nhá Chú ý giúp chị là như thế Thế thì ở đây ví dụ các bạn có thể viết là gì ạ? Chàng là nhân vật chính trong tác phẩm vợ nhặt của nhà văn Kim Lân Anh được giới thiệu là dân ngụ cư Đúng không ạ? Sống cùng mẹ già trong một căn nhà nhỏ ven sông với gia cảnh nghèo khó Có thể thấy anh là gì ạ? À? Anh thuộc tầng lớp đáy xã hội Và có gánh nặng, đấy kiểu kiểu như thế Được không nào? À, về ngoại hình thì Kim Lân viết à, Kim Lân viết chàng được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa với một thân hình to lớn vập vạp lưng rộng như lưng gấu Đầu thì chọc nhẵn, hai bên quai hàm thì bạnh ra và hai con mắt nhỏ tí đã vậy, anh còn có tật vừa đi vừa lầm bầm một mình Và thỉnh thoảng còn ngừng mặt lên trời cười hành hạnh Anh làm công việc, làm nghề kéo xe bò thuê Một công việc bấp bênh Và với tất cả những điều đó dường như đã ấn định số phận ế vợ cho nhân vật này Kiểu kiểu vậy Thì các em sẽ viết một cái đoạn để giới thiệu về nhân vật này trước Nhá, chú ý giúp cho chị là như vậy Ok chưa nào? Sau khi giới thiệu về nhân vật xong, bây giờ chúng ta sẽ đi làm rõ cái nội dung quan trọng đó là diễn biến tâm lý của nhân vật. Thế thì các bạn ơi, diễn biến tâm lý của nhân vật thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu diễn biến tâm lý để làm rõ về cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta đi tìm hiểu diễn biến tâm lý để làm rõ cái gì ạ? À, để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của nhân vật này. Đúng không ạ? Để làm rõ vẻ đẹp tâm hồn tính cách của nhân vật này nhá, hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Ok chưa nào? Hãy chú ý giúp cho chị là như vậy. Để chúng ta đi làm rõ cho vẻ đẹp tâm hồn và tính cách của nhân vật này. Chị đề nghị các bạn không comment những câu không có liên quan trực tiếp tới nội dung văn bản. Chị biết là các bạn đang đùa để cho nó vui, nhưng mà chúng ta cũng cần phải chú ý bởi vì đôi khi chính vì cái việc chúng ta đùa quá như vậy có thể là ảnh hưởng tới các bạn khác hoặc là ảnh hưởng tới chính các em trong việc suy nghĩ về nhân vật được không ạ à? thế nên bây giờ chị muốn là tất cả các bạn phải tập trung học chứ không phải là các bạn đang ở đây để viết ra những cái câu như thế này về nhân vật chị không đồng ý với việc đấy nhá các em nhá và đây là sự thẳng thắn từ phía chị nhá được chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tâm lý của nhân vật này như chúng ta đã chia sẻ ngay từ đầu, đó là ở đây chúng ta có bốn cái chặng diễn biến tâm lý của nhân vật. Hãy nhớ này, hãy nhớ giúp chị Hiên. Đó là cái chặng hai lần gặp cỡ này sẽ không quan trọng đâu. Thường là người ta sẽ không hỏi về cái chặng này đâu. Nhá. Thường là người ta sẽ sẽ không hỏi về chặng này đâu, mà người ta sẽ chỉ hỏi một là về cái chặng này. Được không ạ? À? Và hai là về cái chặng này thường sẽ là như vậy được không ạ à? và bởi vì sao bởi vì là cái đây ạ à, bởi vì là cái mà gì ạ à? à ở ở đây á cái, cái chặng mà 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 khi mà về đến nhà á thì cái chặng đấy là thường là người ta sẽ hỏi hay hỏi về bà cụ tứ nhá kiểu kiểu như vậy nhá tức là theo tư duy xuôi chiều là như vậy nhá thế nhưng mà nói thật là cũng cũng không biết được là là bộ giáo dục thì sẽ hỏi kiểu gì đó được không ạ à? bản chất là chúng ta sẽ sẽ không biết được là bộ giáo dục sẽ hỏi kiểu gì nên là thành ra là cái 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 phần này là rất ít hỏi luôn này được không ạ à? còn ba phần này thì chúng ta cũng chưa biết được thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá chị cũng lưu ý chúng mình là như thế thế thì ở đây bây giờ chúng mình sẽ cùng quay trở lại diễn biến trước tiên là hai lần gặp gỡ hai lần gặp gỡ được không ạ à? hai lần gặp gỡ thì chủ yếu khi chúng ta tìm hiểu về diễn biến tâm lý của nhân vật để có thể hiểu được tính cách của một ai đó thì chúng ta sẽ dựa vào cái gì nhỉ các bạn nhỉ à chúng ta sẽ dựa vào lời nói lời hứa đúng không chúng ta sẽ dựa vào hành động để xem là bây giờ ví dụ cùng nhìn thấy một bà cụ qua đường một người thì người ta sẵn sàng ra hỗ trợ đưa bà cụ qua đường Còn một người thì thờ ơ rừng dưng coi như không Kiểu vậy Thế là ít nhất là mình cũng đã đánh giá được là cái người mà sẵn sàng dắt bà cụ qua đường kia là người đấy tốt hơn <laughs> Bởi vì về cơ bản là chúng ta sẽ chỉ có thể đánh giá được một người đó là qua những cái lời nói và qua những cái hành động thôi Thế nên ở đây cũng như vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những nhân vật trong tác phẩm này cũng qua việc là chúng ta đi tìm hiểu về những cái lời nói và hành động các bạn nhé ok chưa ạ thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai lần gặp gỡ đây là khi gì ạ à khi anh chàng kéo xe bò lên tỉnh khi anh chàng kéo xe bò lên tỉnh ok chưa ạ thế thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là gì nào À, lúc này thì anh cu chàng đang làm công việc gì nhỉ các bạn nhỉ? Anh cu chàng đang kéo xe thấp Chàng đang kéo xe thấp cho liên đoàn lên tỉnh. Đúng không ạ? Và lúc bấy giờ thì xe của anh là đang lên dốc. Đúng không? Thì lúc bấy giờ anh mới hò một câu cho bớt nhọc. Hò một câu cho bớt nhọc. Chúng ta có thể thấy rằng đây là cái hành động hoàn toàn bình thường của những con người lao động Và những con người lao động Việt Nam là như thế mà Đúng không ạ? À? Khi mà họ lao động mệt mỏi thì họ thường dùng những câu hò, những câu hát Để làm vơi bớt đi những cái nhọc nhằn đó Đúng không? Thế thì cái câu hò để anh ấy hò là gì nhỉ? Muốn ăn cơm trắng mấy giò Lại đây mà đẩy xe bò với anh nì Đúng không? Đó Thế thì ý của cái câu hò này là gì nhỉ? Là ý của câu hỏi này là gì? Là à dắt đầy xe bò cho tôi. Đúng không? Tôi sẽ đãi, tôi sẽ mời. Gì ạ? À tôi sẽ đãi, tôi sẽ mời. Gì ạ? À cơm trắng mới giò. Đúng không? Cơm trắng và giò. Đấy, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng là cái câu này nó chỉ là gì nhỉ? nó chỉ là một cái câu hò vu vơ thôi một cái câu hò vu vơ không địa chỉ không chủ đích gì cả không có hướng đến ai cả đúng không ạ à? phải không nào không có hướng đến ai cả đúng chưa nào Thế mà lúc bấy giờ thì mấy cô con gái ở ngồi ở ngoài cửa nhà kho thấy anh chàng cười như nắc nẻ đã đẩy một cô ả này ra. Xong bắt đầu cô ả này thì cong cớn mới bảo là có khối cơm trắng mấy giò. Này nhà tôi ơi nói thật hay nói khoác đấy. Đúng không ạ? À? Tức là một cô gái bị các cô ả khác trêu và đẩy ra. Thì cô này mới cong cớn hỏi anh cu chàng ý là có thật không để ra đẩy đúng không ạ à? để ra đẩy và sau khi nhận được cái gì ạ à? sau khi nhận được cái câu trả lời từ anh cu chàng anh cu chàng đáp lời là gì thật đấy có đẩy thì ra mau lên đúng không lúc đấy thì chàng đã đáp là gì ạ à? thật đấy có đẩy thì ra mau lên đúng không nào Thật đấy có đẩy thì ra mau lên Thì lúc này anh cu chàng Cô ả cô à này cô ơi mấy gì ạ Ra đẩy cho anh cu chàng thật Và bên cạnh đó lại còn bonus <laughs> Lại còn tặng thêm cho cái gì các bạn biết không Đó chính là cười tít với anh Được không ạ à? Không những đẩy cho người ta Mà lại còn cười tít Đúng không ạ à? Và các bạn có biết cái cảm giác lúc đó của chàng là như thế nào không các em, các em có biết cảm giác lúc đấy của chàng là như thế nào không ạ? À? Chàng thích lắm. Trời ơi, chàng thích lắm. Vì sao? Vì từ trước đến giờ. Vì từ trước đến giờ chưa có người đàn bà nào cười với chàng tình tứ như thế. Thế nên chàng rất là thích. Được không ạ? À? Xa vào lưới tình đấy ạ, à? rất là thích. Đúng rồi được không nào và chúng ta có thể thấy rằng là tất cả những cái điều mà chàng làm ở đây á nó đều chỉ là cái gì ạ à? nó chỉ là cái sự vô tư được không nào nó chỉ là cái sự vô tư thôi vô tư nói ra điều mình nghĩ đúng không à vô tư với cảm xúc của chính mình trong cái lần gặp gỡ đầu tiên này đúng không ạ à? vô tư với cảm xúc của chính mình trong lần gặp gỡ đầu tiên này và anh không bao giờ anh chưa bao giờ nghĩ đây là một lời hứa được không ạ chàng chưa bao giờ chưa bao giờ nghĩ đây là một lời hứa các bạn nhá chàng chỉ vô tư cho rằng đó là một cái điều mình nói ra trong lúc mình mệt thôi kiểu vậy ok chưa ạ thì đây chính là lần gặp gỡ đầu tiên được không ạ đây là lần gặp gỡ đầu tiên nhá lần gặp thứ nhất ok chưa nào đây là lần gặp thứ nhất vẫn chưa có cái gì đáng chú ý xảy ra ở đây cả đúng không ạ bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lần gặp thứ hai lần gặp thứ hai diễn ra ở đâu ạ ở quán nước đúng không quán nước cổng chợ tỉnh đúng chưa nào lần gặp thứ hai là ở quán nước cổng chợ tỉnh Vậy thì diễn ra như thế nào? Và trạng thái, cái tâm trạng của anh cu chàng diễn ra như thế nào đây? À, ban đầu thì sao ạ? À? Ban đầu thì anh cu chàng anh ấy như thế nào? Anh ấy vô cùng ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tự nhiên ở đâu có một cái người đàn bà sầm sập sầm sập chạy đến. Đúng không ạ? Anh ấy, anh ấy không hiểu bởi vì chúng ta thấy có một cái chi tiết đấy là gì? Dương mắt nhìn không hiểu. Dương mắt nhìn không hiểu. Bởi vì tự nhiên từ đâu có từ đâu có một cái người đàn bà sầm sập chạy đến và sưng xỉa mắng vào mình. Anh ấy cũng không có chịu đâu nhá đúng không ạ à? bình thường chúng ta thấy rằng là đối với những cái người đàn ông mà họ cộc cằn ấy thì tự nhiên bây giờ có một cái người đàn bà tự nhiên mình chả biết là nó là ai tự nhiên nó đến đứng sưng xỉa mắng mà mặt mình các thứ các thứ thì liệu rằng nếu một cái người đàn ông cục cằn thì sao điều gì sẽ xảy ra chắc chắn là sẽ oánh luôn nhưng không phải chuyện đùa đúng không ạ à? nhưng mà anh cu chàng anh ấy chỉ thể hiện cái sự ngơ ngác vì anh ấy không hiểu rằng tại sao lại có một người đàn bà ở đâu mà sầm sập chạy đến thôi kiểu vậy đúng không ạ à? Ngạc nhiên lắm. Và sau khi mà anh ấy nhận ra thì sao ạ? À, sau khi nhớ ra. Thì anh ấy có một cái hành động rất là dễ thương nhá. Đó là gì ạ? À, sau khi nhớ ra thì anh ấy tết miệng cười. Tết miệng cười có nghĩa là cười rất tươi, đúng không? Và mời thị ngồi xuống để ăn dầu uống nước đúng không và chúng ta có thấy là đây là một cái người đàn ông rất là tinh tế không ạ bởi vì chúng ta thấy rằng là ở trong cái truyền thống của con người việt nam á, thì trong những cái cuộc gặp gỡ người ta sẽ coi miếng trầu là đầu câu chuyện đúng không ạ và bây giờ để trình bày để nói về câu chuyện gì để nhắc lại về cái gì thì bây giờ cứ ngồi xuống đây để cùng nhau ăn một miếng dầu cái đã anh ấy cũng là một người rất là tinh tế đấy chứ đúng không ạ thế nhưng mà đáp lại cái sự tinh tế đó Đáp lại cái sự mong muốn là muốn có đầu có cuối đó Thì à, anh ấy nhận được là điều gì nhỉ? À thị từ chối thẳng thắn Khi thị từ chối thẳng thắn Về việc là anh ta mời ăn dầu À thì lúc bấy giờ thì sao nhỉ? Thì chàng đã thực hiện gì? Lời hứa đó nhưng thật ra gọi là lời hứa nhưng bản chất đó chỉ là một lời bông đùa mà thôi được không ạ à? người miền bắc ạ đặc biệt là đây là do ngôn ngữ vùng miền này do ngôn ngữ vùng miền thảo huyền ạ thì ở một số nơi người ta sẽ gọi là dầu ví dụ như ông bà chị ngày xưa thế hệ ông bà ấy là cũng sẽ gọi là ta phải đi ăn dầu cái đã ít người gọi là trầu lắm em ạ à, nhá ít người gọi là trầu lắm nó sẽ là do ngôn ngữ địa phương thôi em nhá ok chưa ạ à? thế thì ở đây chúng ta mới thấy là gì ạ à? chàng đã thực hiện lời hứa nhá chàng đã thực hiện lời hứa thật ra chỉ là một cái lời bông đùa bằng việc đó là gì đãi thị ăn một chặp bốn bát bánh đục đúng không ạ à? và chúng ta thấy anh cô chàng là một người như thế nào nhở rất là trượng nghĩa chút hào phóng đúng không bởi vì các bạn phải biết rằng là đó là cái thời điểm đói quay đói quắt. Đó là thời điểm đói quay đói quắt. Người ta đang nuôi thân mình còn không xong đây này. Phải không ạ? À? Người ta đang nuôi thân mình còn không xong đây này. Mà bây giờ lại gì ạ? À? Bây giờ lại sẵn sàng mời một người đàn bà xa lạ một chặp bốn bát bánh đúc. Đúng. đúng không? Và khi mà thị ăn xong thì đã à buông một câu bông đùa lại tiếp tục là một câu bông đùa và câu bông đùa này khiến cho chúng ta cũng liên tưởng tới một cái câu bông đùa mà chí phèo đã từng nói với thị nở đúng không ạ hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho nó vui <laughs> đúng không thế còn anh cu chàng thì anh ấy nói thế nào này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi mình cùng về à được không ạ và các bạn ơi chúng ta có thể thấy đây là một lời tỏ tình rất là đáng yêu phải không ạ à? là một lời tỏ tình đấy ạ à. đúng không nào một nhưng mà là một lời tỏ tình bâng quơ thôi thôi mình cứ nói bừa thế đi chắc gì người ta đã theo mình về kiểu kiểu vậy đúng không ạ à? à một cái lời tỏ tình bâng quơ thuận miệng thì nói ra thuận miệng thì nói ra nói đùa như vậy thôi đúng không ạ à? Thế nhưng mà chàng không ngờ rằng là thị sẽ theo mình về thật. Được không ạ? Nhá! Không ngờ rằng là thị sẽ theo mình về thật. Và chàng không ngờ là thị sẽ theo mình về thật. Các bạn ạ! Và lúc đó thì cái cảm xúc tâm trạng của chàng đã thay đổi như thế nào đây? À! Đó là ban đầu. Thì chàng cũng thấy trợ tức là một chút lo lắng, một chút sợ. Được không ạ? À? Bởi vì sao? Bởi vì nghĩ thóc gạo tầm này chắc gì đã nuôi nổi bản thân mà lại còn đèo bóng. Đúng không? Nuôi nổi bản thân mà còn đèo bóng. Mà lại còn đèo bóng, đúng không ạ? À? Thế nhưng mà sao ạ? À? Thế nhưng mà ngay sau đó thì nhưng rất nhanh sau đó lại tặc lưỡi cho qua không nghĩ nữa đúng không ạ tặc lưỡi cho qua chập kệ đến đâu thì đến đi đúng không ạ chập kệ đến đâu thì đến đi các em ơi chúng ta khi viết văn ấy thì chúng ta cũng sẽ trích dẫn thêm những cái câu nhá trích dẫn thêm những cái câu ở trong văn bản vào và sau đấy chúng ta sẽ bình luận cứ trích dẫn dẫn chứng xong sẽ bình luận thì mỹ duyên ơi cái này thì chị sẽ chia sẻ cụ thể ở trong buổi mà chúng ta học về phương pháp em nhé Em cứ yên tâm, cái này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn ở trong cái buổi phương pháp Còn ngày hôm nay thì em cứ hiểu nội dung kiến thức nền đã, nhá Thế thì chúng ta có thể thấy rằng đây thực sự là một cái quyết định liều lĩnh của anh cu chàng, đúng không? Nó chỉ là một cái quyết định liều lĩnh và thực sự nó là một cái quyết định ban đầu Là không nghiêm túc, không nghiêm túc với việc đó đâu, đúng không ạ? À? Theo các bạn thì vì sao anh cu chàng lại làm như vậy? theo các em thì vì sao mà anh cu chàng lại làm như vậy ạ theo các bạn thì vì sao anh cu chàng lại làm như vậy anh ấy lại lựa chọn quyết định việc là để cho thị về cùng với mình theo các em à đầu tiên đó là bởi bắt nguồn từ sự thương cảm với người đàn bà khốn khổ kia nếu như bây giờ mình không giúp người đàn bà ấy thì có thể là người đàn bà ấy ngày mai ngày kia sẽ chết vì đói thôi đúng không ạ và thứ hai sâu thẳm trong anh có nghĩa cái có lẽ là cái này sẽ lớn hơn này đó là sâu thẳm trong người đàn ông này đó là cái khát vọng hạnh phúc khát vọng về một mái ấm gia đình thực sự đúng không ạ và chúng ta có thể thấy rằng là chính bởi cái khát vọng này vậy nên là chàng đã quyết định là để cho người đàn bà đó về cùng với mình đúng không nào? và chúng ta thấy đó thực sự là một cái điều cực kỳ đáng quý và cực kỳ đáng trân trọng mà đúng không ạ? rồi ok đó là hai lần gặp ngỡ nhá.